con chào cha và cộng đoàn. Tụi con là Maria Đỗ Thị Lệ, con ở Thanh Hóa. Cha con được rất nhiều ơn, con được 38 tuổi. Được ơn gì? Con được nhiều ơn đó, mà con cũng nhiều bệnh. Thì con bị xối mật, đường mật trong gan. Rồi là họ đã cắt mất mật của con. Rồi con bị bệnh năm, à đến tháng 7 và tháng 2017. Thì con có đi khám thì người ta nói là con phải mổ lại sỏi và một bên gan con bị tiêu nhỏ và một bên thì thủy đại lại còn bị viêm gan mật nữa, nên con lo lắm, con về thì con chịu khóc, con bị trừ mà con làm mổ nữa, con bị sơ gan mật nữa, giờ là họ bảo con là phải mổ, giờ con chịu khóc, con vi điện về cho mẹ con, xem mẹ con bảo là thôi, thì mọi sự con tin thác cho Chúa. Rồi con điện cho cha Long, rồi cộng đoàn cầu nguyện cho con. Rồi con tin thác vào Chúa. Rồi là đến 2000, đến tháng 4 rồi là con với em, con cũng không lấy thuốc, không lấy chi cả. Con là chỉ có đi chạm với cha hôm tháng 4, mùng 8 tháng 4. Rồi là con vào đây, rồi con được cha đặt tay cho con. Rất là về tháng 7 vừa rồi con đi khám thì không thấy họ nói con bị viêm gan mật, cũng không bị gan teo nhỏ, cũng không bị gan phỉ đại. Rất là trừ con đi khám, con đỡ lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho con, thì trừ con đi khám con không còn bệnh chi cả, con vô đi. Hallelujah. Hallelujah. Con là từ năm 2005 con là phải uống thuốc từ năm đấy cho đến 2013, thì họ bảo là con là chứng con đến một tháng và đi khám một lần, họ không con cho con lên thuốc 2 tháng. Sau thì tháng nào con cũng đi, sau đi đến 2013 họ bảo là con không thể uống thuốc được mà trừ phải mổ. Sau là con bảo là trừ không biết làm sao mà mổ thì hết nhiều tiền, họ bảo là mổ phải hết 80 triệu. Sức là con về đứa là gia đình con bố mẹ con đủ và thôi phải cố gắng để đi mổ. Sức đi mổ trừ con cắt mất mật và trừ sỏi con, họ bảo là cũng trước con, nghĩa là con trừ con đi khám không còn nữa. Hãy cho gửi tặng cho con này cuốn tập sang Nhờ Mẹ Lý Vi Chúa, chủ đề Tình Trời Tình Đất, và đây là cái máy 307 đặng lòng Chúa thương xót. Và giờ kỳ quạt Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, rồi Chúa chúc lành cho con nhá. Bây giờ xin mời một cô này nữa thôi. Rồi sau đó ta mời...